kiểm tra đánh giá hiệu lực của thuốc Coromin 333EC của công ty cổ phần Đông Dược Việt Nam trong việc phòng trừ bệnh ghẻ quả gây hại trên cây cam Vinh tại vườn cam của anh Đường Văn Cần, địa chỉ ở thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cách đây một tháng thì anh Cần có sử dụng sản phẩm Coromin 333EC của công ty cổ phần Đông Dược Việt Nam để phòng trừ bệnh ghẻ quả gây hại trên cây cam Vinh. Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh chia sẻ đánh giá cái hiệu quả của thuốc trong việc phòng trừ cái hiệu quả của thuốc này. Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể đánh giá cái hiệu quả của thuốc này của bên em sau một tháng phun được không ạ? Sau một tháng phun thì anh đánh giá hiệu quả của thuốc như thế nào? Anh phun cái thuốc này vào trước đợt mưa đúng không? Anh phun trước đợt mưa. Vâng. Mọi năm thì anh phun thấy nó ghẻ hơn nên năm nay anh phun thấy nó đỡ hơn. Vâng. Sau khi phun thì là anh thấy cái vết bệnh nó đã khô lại như thế này rồi đúng không? Đúng rồi, nó khô vâng, lại. Khô đen như thế này. Và vết bệnh nó không lan ra nữa. Mọi năm nó còn vâng, ghẻ quả nữa, ghẻ cả lá. Ghẻ quả nó ăn lên cả lá, nhưng mà năm nay phun được cái thuốc này của bên em vào thì nó không bị ghẻ đúng không? Đây, lá non thì không bị. Và những cái lá trước khi phun thì vết bệnh nó đã khô lại. Đây, vết bệnh đã khô đen lại. Đấy, đầu tiên là nó bị như thế. Vâng, nhưng mà khô đen là không lan lại này. Cái thuốc này của bên em để hôm đấy anh phun là liều lượng như thế nào nhỉ? Một chai này anh pha cho bao nhiêu lít nước? Anh phun một chai đấy anh phun 200 lít. 200 lít nước. Phun đều ướt hết mặt lá và tán cây. Anh chỉ phun một lần thôi phải không? Anh mới phun được một lần. Vâng. Thế cái hiệu quả và cái chất lượng của thuốc như thế này thì anh có chấp nhận được không ạ? Anh cảm thấy nó đỡ hơn mọi năm. Nó vâng, đạt hơn mọi năm. Vâng. Như bằng giờ năm ngoái thì vườn của nhà anh nó bị ghẻ quả, lá và ghẻ quả gây hại rất là nặng đúng không ạ? Nó bị ghẻ, nó rụng nhiều quả. Rụng nhiều. Vâng. Nhưng mà như năm nay thì là thấy đỡ hơn phải không? Năm nay thì không thấy bị nữa mà không bị rụng. Vâng. Ngoài hiệu quả đối với cả cái bệnh ghẻ này thì là anh thấy cái má quả nó có được cải thiện, có được sáng hơn không ạ? Nó bóng hơn, nhìn nó bóng hơn. Vâng. Trước thì vườn của anh cam nó cũng bị rám phải không? Ừ. Nhưng mà sau khi phun thì là quả trước cam nó cũng sáng, cũng bóng hơn nhiều. Trước nó bị rám nhiều lắm đấy. Vâng. Đấy nhìn quả cỏ kia là nó bóng nha. Nhìn những quả nó bóng nha. Vâng, quả sáng bóng. Từ giờ đến cuối vụ cam này thì anh có tiếp tục sử dụng cái sản phẩm Coromin 333EC này để phòng trừ cái bệnh ghẻ quả và giúp cho quả cam nó được sáng bóng và đẹp hơn không ạ? Có, anh phải phun nữa. Vâng. Thay mặt công ty thì em xin cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Coromin 333EC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ bệnh ghẻ quả gây hại trên cây cam. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và trúng mùa được giá.